Trước khi các vị mình lên thiết là phải nhớ là mình đang hóa thân là một pháp sư. Một pháp sư đang gieo những cái hạt giống của một vị pháp sư. Dù ngắn nhưng đó cũng là đang nói pháp. Cho nên nhập gia vô mình là một pháp sư. Đúng nghĩa. Và các vị được phép nghĩ, được phép nghĩ như thế. Thời gian thì sẵn để tôi nói luôn, không quá 10 phút, nhưng mà cũng không dưới 7 phút. Tức là các vị làm sao là nếu mà dưới 7 phút nhiều quá cũng không được, nhưng mà quá 10 phút nó lố thì cũng không nên. Các vị tính làm sao thì tính trong cái khoảng thời gian đó cho nó phù hợp, thấy không? Rồi, trước khi bắt đầu thì các vị lại Phật ba lại, ha. Rồi sau đó các vị được quyền ngồi như tôi đang ngồi. Bởi vì các vị đang là một pháp sư. Hoặc các vị được quyền đứng. Tùy. Bây giờ muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi. Giờ này rồi, bây giờ muốn làm gì bây giờ đi làm, thấy không? Muốn ngồi, muốn đứng gì cũng được. Nhớ là trong cái thời gian thiết thì đừng có ngủ gục là tốt rồi, phải không? Giờ này là thể hiện cái tinh thần đoàn kết tối đa. Thấy bạn mình đó là mà cứ khen, gật đầu khen hoài đó thì mình phải khiều, khen vừa vừa thôi, thấy không? Phải không? Trời, ở trên này nói gì không biết, mà dưới cứ khen cái này là mình phải khiều, khen vừa vừa. Xin bạn khen vừa vừa thôi. Đó. Bây giờ xin đại diện ban tổ chức mời vị nào sẽ là người thiết đầu tiên. Con tên là Trần Thị Kim Phượng và pháp danh là Diệu Hỷ. Dạ, nhân dịp rằm tháng tư, dạ, con xin phép được trích những đoạn kinh trong một bài kinh Sư Tử Hống Đại Kinh. Dạ, chắc chắn là trong khi đọc không sao tránh khỏi cái sự thiếu sót. Dạ, có cái điều chi thiếu sót, kính mong thầy và các sư hoan hỷ cho con. Dạ, con xin phép. Namo Tassa Phāravato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phāravato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phāravato Samma Sambuddhassa. Dạ, con xin phép được đọc. Một thời, Thế Tôn trú ở tại tỉnh Xá Ly ở phía ngoài thành phía Tây. Lúc bấy giờ, Sunakkhata thuộc bộ lạc Lichchavi vừa mới từ bỏ pháp luật này, nói như sau trong hội chúng ở Tỳ Xá Ly. Samung Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Samung Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra. Pháp ấy thuyết không có mục tiêu, pháp ấy thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt. Có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Lúc bấy giờ, Sariputta đắp y cầm bình bát vào thành để cất thận trên đường đi. Tôn giả Sariputta đã nghe những lời nói như trên. Và trên đường cất thực về, đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đi đến, Bạch Thế Tôn, Sunakkhata vừa mới từ bỏ pháp luật này, nói như sau trong hội chúng Tỳ Xá Ly. Samung Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Samung Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận đã thành, tùy thuận trắc nghiệm. Và pháp ấy thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, kẻ ngu Sunakkhata nói như vậy, nó nghĩ rằng ta sẽ nói xấu. Trái lại,
kẻ ngu và phẫn nộ Sunakata lại nói lời tán thán Như Lai. Này Sarupta, những ai nói như sau là tán thán Như Lai? Pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sarupta, Sunakata sẽ không có pháp thoại về ta như sau. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đây là Thế Tôn, vì đã chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, có thể biến hình hiện hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Đây là Thế Tôn với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loại người xa và gần. Đây là Thế Tôn với tâm của chúng sanh, tâm loài người với tâm của mình. Vị ấy biết tâm chúng sanh như sao? Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm chuyên chú, tâm tán loạn, đại hành tâm, không phải đại hành tâm, tâm thiền định, tâm không thiền định, tâm chưa vô thường, tâm vô thường, tâm giải thoát, tâm có giải thoát. Này Sarupta, Như Lai thành tựu 10 Như Lai lực này. Chính nhờ thành tựu 10 Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyện pháp luân. Này Sarupta, Như Lai như thực biết, xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như Lai như thực biết, con đường đưa đến tất cả các cảnh giới. Như Lai như thực biết, thế giới mới, thế giới nhiều chủng loại, nhiều sai biệt khác nhau. Như Lai như thực biết những căn thượng hạ của các loài hữu tình và các loài người. Như Lai như thực biết chí hướng sai biệt của các loài hữu tình và các loài người. Như Lai như thực biết sự tạp nhiệm, sự thanh tịnh, sự sức khởi của chánh thọ về thiền, về định, về giải thoát. Như Lai nhớ lại các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100.000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Như Lai nhớ rằng, tại chỗ kia, Như Lai có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, và sanh ra tại chỗ nọ. Như Lai có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, và sau khi chết, Như Lai tại sanh ra tại nơi đây. Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy rõ sự sống và sự chết của chúng sanh. Những chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân, về ngữ, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, sau khi tương hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi thú, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thành tựu thiện hạnh về thân, thành tựu thiện hạnh về những lời nói, về ý, không phỉ báng các bậc thánh, những chúng sanh ấy sau khi chết sẽ sanh về thiện thú trên cõi đời này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở ý. Nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và truyền pháp luân. Này Sariputta, Như Lai không thấy có một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các pháp này chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng là đã đoạn trừ. Các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng là đã được đoạn trừ. Các pháp này sau khi thực hành được gọi là các chướng ngại pháp, sau khi thực hành rồi không có chướng ngại pháp gì cả. Các pháp mà do quý vị thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thực hành, không có hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, ta thấy không có một ai chỉ trích ta như vậy. Vì vậy ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi và đạt được vô ý. Này Sariputta, có 8 hội chúng. Hội chúng Sa Môn, hội chúng Sắc Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Mara, hội chúng Phạm Tiên. Và ta đi đến hàng trăm, hàng ngàn,
hàng triệu những hội chúng như thế này, khi ta đến gần, khi ta bắt đầu ngồi xuống, khi ta chuẩn bị trao đổi và thương lượng, ta không hề có những sự run rẩy và sợ hãi ở đây. Vì vậy, ta đạt được sự không sợ hãi, đạt được vô ý, và ta sống đạt được sự an ổn. Này Sariputta, có 4 loại sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hoãn sanh. Như thế nào là noãn sanh? Những loại hữu tỉnh nào sanh ra từ mà phá các loại trứng thì gọi là noãn sanh. Còn như thế nào gọi là thai sanh? Những loại hữu tình nào phá màn da mỏng che trụ kính mà sanh, như vậy gọi là thai sanh. Như thế nào gọi là thấp sanh? Những loại hữu tình nào sanh ra từ cá túi, từ xác chết, ao hồ nước dơ, như vậy gọi là thấp sanh. Như thế nào gọi là hóa sanh? Có một số chư thiên và một số chúng sanh ở địa ngục. Này Sariputta, có 4 phạm hạnh mà ta biết đầy đủ về những phạm hạnh: về phạm hạnh đệ nhất, về bừng uế đệ nhất, coi như về phạm hạnh đệ nhất và về bừng uế đệ nhất, về yểm ly về đệ nhất, về độc cư đệ nhất. Này Sariputta, có một số sa môn và một số bà la môn có những thuyết giải và những kiến giải như sau: sự thanh tịnh chứng đạt được là nhờ luân hồi, mà thực sự không dễ gì trong sự luân hồi. Nếu ta đã trải dài qua, nếu ta sống ở tịnh cư thiên, thì ta không dễ gì sanh ở ra đời này nữa. Này Sariputta, có một số sa môn, bà la môn có những sự suy nghĩ rằng, khi còn tuổi trẻ, thanh niên, khi còn huyết khí sung mãn, khi người ấy đã đầy đủ trí tuệ, biện tài tối thượng, nhưng khi người ấy già cả, niên cao lập lớn, thì trí tuệ, biện tài tối thượng người ấy đã bị đoạn trừ. Này Sariputta, chớ có quan niệm như vậy. Dù ta nay ta niên cao lập lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, dù cho có dẫn ta đi đến bất cứ nơi đâu, thì trí tuệ, biện tài tối thượng của ta không có gì thay đổi. Này Sariputta, một vị hữu tình sinh ra ở đời vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho đời, vì lòng thương tưởng cho đời, vị ấy sẽ nói về ta như vậy. Lúc bấy giờ, tôn giả Nagasamala đứng sau lưng Hoàng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, tôn giả, thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, pháp môn này có tên gọi là gì? Này Nagasamala, pháp môn này có tên gọi là pháp môn long tốc dần ngược. Như vậy mà cứ phụng trì. Tôn giả, Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Nagasamala hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Và sau đây, con xin phép được trích một bài của cờ Phật giáo, và con xin phép được đọc. Cờ Phật giáo nêu cao thanh bạch, xanh vàng đỏ trắng gạch biểu dương, sau chót còn thêm một đường, năm sắc hiệp lại hiện trương 6 màu. 6 màu ấy bởi đâu mà có? Do theo kinh tỏ rõ còn ghi, tiền kiếp Thích Ca Mâu Ni, hồi còn Bồ Tát đương khi thực hành, ba la mật tâm thành đại thí, là hào quang rất quý của Ngài. 6 màu kế tiếp sau đây, sắc xanh mốc mắt cho rài bàn môn, sắc vàng ấy kính thôn đúc thịt, cho thợ rèn thích hiện ra, mạ vàng vào cốt Phật Đà, vì lòng thành kính dám mà hy sinh. Sắc đỏ ấy vì tình mẫu tử, múc gan ra do tự tái Ngài. Thuốc hà cứu mẹ rất hay, do Ngài đế thích đại tài hiện nga. Hình ảnh đại đức đại bi, sắc trắng bạch tường cho rài, nên cha đại phạt đại Ngài tha phương, cùng con vợ lên đàn xa lánh, vào non cao tước lãnh tu hành. Vợ thời hái trái non xanh, còn Ngài hao quản nhọc nhằn khổ thân. Màu giận sống hiệp toan sáng thọ, bởi xưa kia kiếp thọ cũng vì thấy người đối khổ lâm nguy, bố thí xác thịt cùng vì bàn môn. Đức Đế Thích lắm cơn kích dụ, ba la mật tròn đủ hầu Ngài. Trong tam giới điều hòa ca tụng, khắp năm châu cung phụng kính thờ, quốc tế nhìn nhận lá cờ, tung hô Phật giáo đến giờ sùng hưng. Và những đoạn mà con trích ở trên đây, và cô xin phép được chia cái phần phước này
đến tất cả chư thiên ngự nơi 10 muôn triệu thế giới sa bà, và chư thiên ngự nơi tứ đại tiên vương hộ trì bốn châu thiên hạ, và Đức Trời Đế Thích, đến chư thiên ngự chung quanh ngôi chùa Nam Tông này, đến chư thiên ngự ở nơi chợ Bàn Cờ, sạp 24, 26 nơi hai chị em con buôn bán, và chư thiên ở Nguyễn Cư Trinh 193, sạc 109 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình con đang sống. Và cầu mong tất cả các ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, và luôn luôn được thân tâm, thường được an lạc lâu dài, và phần phước tăng trưởng mãi mãi lâu dài, và hộ trì giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hơn 5.000 năm chẳng thật bền vững lâu dài. Và con xin chia phần phước này đến Thầy và các chư đại đức tăng hiện diện nơi đây, thân tâm thường được an lạc lâu dài, phước tăng trưởng mãi mãi an dài, và hộ trì giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hơn 5.000 năm chẳng thật bền vững lâu dài. Và con xin chúc cho các anh chị em Phật tử nơi đây luôn luôn tinh tấn trên bước đường giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kính bạch chư đại đức tăng và các cô chú có mặt ở đây, thì hôm nay con xin kể cho mọi người nghe về một bài kinh, một câu kinh Pháp Cú ở trong Phẩm Ác. Không trên trời dưới biển, không chỗ không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn thoát được tử thần. Câu Pháp Cú này được Đức Phật thuyết tại chùa Nigoratha Nikau Luật Đà, đề cập đến Đức Vua Thiện Giác. Có hai lý do mà Đức Vua Thiện Giác mâu thuẫn với lại Đức Bổn Sư. Lý do thứ nhất đó là Đức Phật đã Thái tử Sĩ Đạt Ta đã bỏ công chúa Yasodhara mà ra đi xuất gia. Thứ hai là Đức Phật đã khiến Devadatta là Đề Bà Đạt Đa đi xuất gia. Đó là hai lý do mà khiến Đức Vua Thiện Giác rất là căm tức Đức Phật. Thì một hôm Đức Vua Thiện Giác mới nghĩ rằng Đức Phật sắp đi thọ bát đến đây, thì ta sẽ ra chặn cửa thành lại và ngồi giữa cổng thành để uống rượu và không cho Đức Phật đi qua đây. Thì Đức Vua mới truyền lệnh là đóng cửa thành và một mình ông ra giữa cổng thành ngồi uống rượu đợi Đức Phật tới. Ông cho lệnh truyền là hai người lính đứng canh, khi nào Đức Phật tới hãy nói với Đức Phật rằng ta lớn hơn nó, vậy thì nó không được phép đi vào đây. Khi mà Đức Phật tới thì các thân cận xin cậu mình cho Đức Phật đi qua, nhưng không được. Thì Đức Phật quay về và mỉm cười. Thấy thế, ngài Ananda liền hỏi nhân duyên gì mà Đức Phật lại mỉm cười. Đức Phật nói rằng: này Anan, ngươi thấy Vua Thiện Giác chứ? Anan trả lời rằng: bạch ngài, có. Đức Phật nói rằng sau 7 ngày Đức Vua Thiện Giác sẽ bị đất rút ở dưới lầu một của cung, bởi vì dám cản đường một vị Phật như ta. Thì Đức Vua có cho sai mật báo đi theo dõi Đức Phật và báo với ngài rằng, khi Đức Vua biết tin này, Đức Vua nói rằng: cháu ta chưa hề nói sai một điều gì cả, nhưng ta sẽ làm cho nó bị phạm tội nói láo, vì ta sẽ không xuống lầu một đến ngày thứ bảy, và ta sẽ quở trách nó về tội nói láo. Sau đó Đức Vua truyền lệnh cho mọi người là đem vật dụng của ngài lên tới lầu thứ bảy, rồi ngài truyền lệnh là từng lầu đều có người canh giữ, và khi nào ngài dễ vui muốn xuống thì hãy ngăn chặn ngài lại.
Mọi người thấy vậy kể cho Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng dầu Đức Vua có trốn, có bay lên giữa hư không hay là lặn xuống biển 48.000 thì vẫn không thể thoát được. Đến ngày thứ bảy thì con ngựa Mangala mang tên Hạnh Phúc của Đức Vua bỗng nổi chứng đập cửa vào vách tường. Đức Vua mới hỏi rằng, này các ngươi có chuyện gì thế? Thì các cung nhân mới nói rằng, thưa Đức Vua, con ngựa Mangala đang nổi chứng ở dưới. Đức Vua chỉ con ngựa này, chỉ khi mà thấy được mặt Đức Vua thì mới chịu yên lặng. Đức Vua chỉ mới vừa đứng lên thì hai cánh cửa tự mở ra, hai người lính tự cầm nao cúi cầm cổ của Đức Vua thảy xuống từng lầu. Cứ thế đến lầu 1, Đức Vua bị đất rút và băng hà sanh vào địa ngục A Tỳ. Vì thế cho dù người ta có nói giỏi như thế nào, cho dù có trốn bay lên giữa hư không hay lặn xuống biển sâu 48.000 thì không thể nào tránh được ác nghiệp. Vì thế khi mà còn sống trong vòng sanh tử luân hồi này, chúng ta nên tạo nhiều phước thiện để trau dồi pháp parami để tiến tới niết bàn. Con xin hết ạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin đảnh lễ chư Phật, con xin thành tâm đảnh lễ chư Pháp, con xin thành tâm đảnh lễ chư Tăng. Kính bạch chư Đại Đức Tăng và các cô tu nữ và các cô các bác. Hôm nay con đủ duyên lành để đến đây, con xin chia sẻ một bài kinh. Nếu có gì sai sót, mong các cô các bác bỏ qua. Itha murati becha murati kata bunyo upajatha upajatha murati so murati soba murati kama visuddha tano murat kama visuddha ma suddha matano. Sống vui tha cũng vui, người thiện hai đời vui, đã vui càng hoan hỷ, thái nghiệp mình sạch rồi. Con xin nói về tích ông thiện nam xuống đảo thăm biết cá, tương truyền rằng tại thành Sa Bát, tương truyền rằng kệ pháp cú 16 này được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại thành Chê Ta Vá Ná, đề cập bên ông thiện nam xuống đảo thăm biết cá. Tương truyền rằng thở ấy tại thành Sa Bát thì có đến 500 ông thiện nam, mỗi ông quy tụ được 500 cư sĩ trong nhóm của mình, mỗi vị lãnh thủ trong các nhóm cư sĩ có được 14 người con, 7 trai và 7 gái. Mỗi người con của ông đều rất chân sạch trong sự hộ độ tăng, thường xuyên đặt bát bằng cách rút thăm dân vật thực đến tăng, để bát một ngày trong mỗi kỳ nửa tháng làm để chay tăng nay nhập hạ tại chùa. Ông thăm mấy cá và gia đình của mình và 14 người con được mệnh danh là đoàn hậu sanh, hiệp nhau thành 16 thiện tính, thay phiên nhau chăm lo cúng dường thực phẩm đến tăng. Ông đứng ra làm gương mẫu giới đức cho cả gia đình và cả thiện tính. Ông luôn hoan hỷ thỏa thích trong sự cúng dường tam bảo luôn luôn như vậy. Một thời gian sau, ông thăm mấy cá nhóm bệnh, biết mình sức lực rất suy giảm, biết mình sắp kiệt quệ, ông muốn nghe kinh. Ông bảo gia đình của mình đảnh lễ Đức Thế Tôn cho 8 hoặc 16 vị tỳ khu để rành rẽ về kinh tụng. Đức Bổn Sư cho 8 hoặc 16 vị tỳ khu đến nhà ông. Chư Tăng đến biệt liền ngồi lên chỗ mà ông thăm mấy cá đã dọn sẵn hai bên giường bệnh. Bạch chư Đại Đức Tăng, vì con yếu quá không thể nghe ông nói, không thể đảnh lễ chư Đại Đức Tăng được, xin ông hoan hỷ tụng bố thí cho con một bài kinh. Chư Tăng nói, này ông thăm bí cá, ông muốn nghe bài gì? Dạ thưa ngài, bạch niệm xứ kinh. Chư Tăng bắt đầu tụng, chỉ có lối đi này, chư Tăng, các vị tỳ khưu là lối đi duy nhất dẫn dắt chúng sanh đến nơi thanh tịnh. Ngay khi đó, từ sáu cõi trời dục giới, tứ đại thiên, đau lợi dạ ma, đậu xúc, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại, có sáu chiếc thiên xa chạy xuống, trang trí đầy đủ những món mỹ
vật mỹ phẩm, những món trang sức xe sang lộng lẫy do một ngàn con tuấn mã kéo đi, và các ngài đứng trên chiếc thiên sa của mình, đồng thanh nói: "Này ông Thâm Mỹ Cá, chúng tôi xin mạng phía trước ông về thiên cung của chúng tôi." Ông Thâm Mỹ Cá chưa kịp dứt lời thì các chư thiên nói: "Ông ơi, ví như cái bát đã bể mà đổi được cái bát vàng, ai về thiên cung của chúng tôi sẽ được hưởng muôn ngàn lạc thú." Ông Thâm Mỹ Cá đang nghe kinh không muốn dứt đoạn, bèn bảo chư thiên: "Thôi đi, khoan đã." Các vị tỳ kheo nghe vậy, ngỡ là ông nói mình, bèn không tụng kinh nữa. Ngay khi ấy, các con của ông Thâm Mỹ Cá phát khóc ầm lên và kể lể rằng: "Trước kia cha ta nghe kinh chưa bao giờ chống đoạn, hôm nay sa bảo thỉnh chư thiên đến tụng kinh mà bảo thôi đi. Ôi, phúc lâm chung đối diện với mặt tử thần, chắc chắn chúng sanh nào mà không kinh sợ hãi hùng." Các vị tỳ khưu ở lại cũng chẳng làm gì, bèn bảo nhau: "Không tụng kinh nữa thì ta về." Và các ngài cáo từ ra về. Một lúc sau, ông Thâm Mỹ Cá hồi tỉnh và thấy các con mình đang khóc. Ông hỏi rằng: "Này các con, sao các con lại khóc?" "Thưa cha, khi nãy cha bảo các con thỉnh chư tăng về tụng kinh cho cha nghe, rồi cha bảo thôi đi." Các con nghĩ rằng ai mà không sợ mặt tử thần vậy, bây giờ tỳ khưu đâu rồi? "Dạ thưa cha, các ngài bảo không tụng kinh nữa thì về, và đã đi về hết rồi." "Này các con, ta không phải nói lời ấy với chư thiên đâu. Có 6 chiếc thiên xa từ trên 6 cõi trời, trang trí xe sang lộng lẫy, đậu ngay giữa hư không, và các ngài có tiếng nói xin ông hãy về cõi chư thiên của chúng tôi." Cha nói thôi đi là nói lời ấy với chư thiên đó các con. "Dạ thưa cha, thiên xa nào đâu, chúng con không thấy." "Này các con, hiện ở đây ta có vòng hoa nào không?" "Dạ thưa cha, có." "Các con, cõi nào là cõi an lạc nhất hỡi các con?" "Dạ thưa cha, là cõi đau xúc, là nơi tịnh cư của tất cả Bồ Tát và các vị phụ mẫu, các vị đại giác đã thành tựu chân kiếp ở thế gian." Các con hãy lấy vòng hoa này luyện lên hư không và nguyện xin cho vòng hoa này dính vào cõi thiên xa đau xúc." Con ông Thâm Mỹ Cá y lời ném vòng hoa vào dính vào gầm xe, vòng hoa lơ lửng trên hư không. Mọi người túc trực nơi đó đều thấy vòng hoa, nhưng chẳng ai thấy chiếc thiên xa nào cả. "Này các con có thấy vòng hoa ở trên đó không?" "Dạ thưa cha, thấy." "Cha này sắp về thiên cảnh ấy, mong các con chớ nên buồn, mong các con chớ nên bi thảm. Nếu muốn về đó được phụ tử trùng phùng thì các con nên làm nhiều việc phước báo ở thế gian này đi." Nói rồi ông Thâm Mỹ Cá từ giả cõi đời bước lên chiếc thiên xa về cõi đau xúc. Ngay khi đó lập tức ông biến thành vị chư thiên đề cao phần ba do tuần, đeo các những món trang sức có thể chứa đựng 60 cỗ xe bò và hàng ngọc nữ theo hầu. Và ông có một tờ kim ốc phát lên rõ rệt về các vị tỳ khưu đến tịnh xá. Bạch Đức Thế Tôn hỏi: Này các vị chư tăng, ông Thâm Mỹ Cá có nghe có ông tụng kinh không?" Dạ thưa có, nhưng đang nghe nửa chừng thì ông bảo thôi đi." "Này các vị tỳ khưu, ông ấy không phải nói lời ấy với các ông đâu. Ông ấy nói lời ấy với chư thiên đó." Ngay khi ấy, các vị chư tăng nói: "Ông ấy đã ở trần gian được cõi an vui, sau khi chết cũng được hưởng như vậy sao?" Chư tăng nói: "Này các vị tỳ khưu, ai không dễ vui dù đã tại gia hay xuất gia đều có thể hưởng được hai cõi vui là cõi sống hay là chết rồi." Ngay khi đó ngài đọc lên bài kinh là: "Những người có thiện chí lòng này, những người đã có thiện chí lòng này, những người đã có thiện chí, những người đã có thiện chí biết mình phúc nghiệp giao rồi, ở trong hai kiếp lòng hành an vui,
Sao vậy? Sao bài kệ kinh này có nhiều vị chư tăng đắc quả Tu Đà Hàm, cũng có nhiều thánh pháp được hưởng nhiều lợi ích. Con xin hết. Dạ. Dạ con tên là Trần Thị Nhi, pháp danh là Diệu Duyên. Con xin hôm nay là đại lễ rằm tháng 4, là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Con xin nói lên những cái sự suy nghĩ và sự kinh nghiệm của bản thân mình. Vì vậy con xin phép các sư, nếu con nói có điều bị over quá hoặc là nó bị lạc đề quá, xin các chư tăng là bỏ qua cho con và có thể là chỉ dạy con để cho con rút kinh nghiệm. Xin các bạn đạo cũng thông cảm, vì đây là một cái sự suy nghĩ thì nó cũng không thể nào như một cái bài vở để chỉnh chu, sẽ có những lúc nó hơi mệt mỏi. Dạ, mong các chư tăng thông cảm. Dạ, hôm nay là đại lễ rằm tháng 4, là ngày Đức Phật tuyên hứa với Ma Vương nhập Niết Bàn. Sự thật là rất xúc động, bởi vì cũng là ngày này, cách đây trên 2500 năm, Đức Phật của chúng ta đã ra đi. Thế gian lúc đó đã rơi trong sự tối tăm và đau khổ. Cũng như chúng ta ngày hôm nay ở đây, cái tượng nhớ Đức Phật, thật sự có nhiều lúc là tôi ở bên ngoài, khi nhớ đến ơn Đức Phật tôi đã khóc. Vì nhớ đến sự tận tụy hy sinh của Đức Phật với chúng sanh mới thấy tình yêu vô bờ bến của Ngài. Cô tên Trần Thị Nhi, pháp danh Diệu Duyên. Cô xin cúi đầu sát đất vi trần, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trường phu, bậc thiên nhân sư, bậc toàn tri, bậc Thế Tôn. Đức Phật là bậc toàn tri toàn giác. Ngài đã hy sinh muôn vạn đức kiếp đời mình, đã tầm ra chân lý để thấy được sanh lão bệnh tử là khổ. Từ đó Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Con xin cúi đầu sát đất vi trần, đảnh lễ ân đức Phật Bảo. Pháp Bảo là 48.000 pháp môn, có công năng diệu kỳ, chữa lành tất cả mọi căn bệnh của chúng sanh. Từ đó chúng sanh tầm cầu thấy được sanh lão bệnh tử là khổ, để mong tầm sự giải thoát. Con xin cúi đầu sát đất vi trần, đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là mô phạm quần sanh và là phước điền toàn nhân loại. Các ngài đi theo con đường của Đức Phật, từ đó các ngài chỉ dẫn chúng sanh thấy được sanh lão bệnh tử là khổ, để chúng sanh mong tầm sự giải thoát. Con xin cúi đầu sát đất vi trần, đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Sự thật kinh nghiệm của bản thân là gì? Là khi tôi còn trẻ thì không bao giờ tôi nghĩ tôi già. Cái tuổi đôi mươi hay tuổi 30 chưa bao giờ từng nghĩ mình già. Chính khi mang một đôi giày thật cao, mặc một áo dài thật đẹp, cũng may là đi cung ứng, đi đón chân tăng, thì lúc đó tôi sụm chân xuống, bầu trời như sụp dưới chân. Tôi mới biết được rằng tôi đã già. Tôi mới thấy được cái già, mặc dù chung quanh tôi lúc đó cha mẹ cũng già, người thân cũng già, nhưng hoàn toàn tôi không hề thấy. Vì tuổi trẻ tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi phải hết một đôi năm mới chấp nhận cái già của mình. Rồi đến một ngày tôi thấy tôi bệnh, thực sự là hoảng loạn. Và khi tôi thấy tôi bệnh cũng có nghĩa rằng tôi không cần nghĩ xa nữa, tôi đã nghĩ đến cái chết rồi. Những người chúng ta may đã đến chùa, mà khi đến chúng ta mới thấy. Còn khi Đức Phật còn trẻ, Đức Phật đã thấy được sanh lão bệnh tử là một cái đau khổ nhất của đời của một con người. Và không ai có thể bỏ qua được. Khi chúng ta còn trẻ, một lần nữa tôi nói về cái trẻ, chúng ta chấp nhận lấy cuộc đời mình hy sinh, tôi đang nói về thiện pháp nha, hy sinh tận tụy cho tình yêu, cho tình nghĩa vợ chồng, không có gì là sai. Có những người họ chọn cha mẹ để hy sinh,
cũng chẳng có gì sai. Có những người họ chọn tình nghĩa bạn bè, và có những người chọn con cái. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, một năm nào đó, hay 10 năm, hay 20 năm, họ mới phát hiện một điều rằng sự tận tụy của chính bản thân mình, người ta không chọn mình. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng, từ lâu tôi đã nghĩ rằng khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng họ phản bội tôi. Họ rất ác độc. Tôi rất đau khổ. Tôi cứ đến một vị sư tôi hỏi. Vị sư nói nghiệp, các bạn tin không? Tôi không chấp nhận. Khi tôi 20 tuổi, 30 tuổi, tôi đâu có làm gì. Tôi yêu thương, tôi tận tụy, tôi hy sinh. Thì tại sao gọi là nghiệp? Nghiệp chỉ đến cho những ai ác. Tôi nghĩ đơn giản là vậy. Tôi không chấp nhận, tôi đau khổ lắm. Mất bao nhiêu năm tôi đi tìm một chân lý để thấy được rằng tôi hy sinh có sai không. Rồi đến khi tôi già, tôi mới chấp nhận sự thật, đó chính là nghiệp. Nhưng tại sao tôi trao đổi với các bạn trẻ, những người lớn như tôi chắc ai cũng đã hiểu rồi. Nhưng các bạn trẻ đều đừng phí thời gian của mình nữa. Nếu tôi biết sớm hơn, chắc tôi sẽ khác hơn bây giờ. Vì tôi mất một khoảng thời gian quá lâu để tìm hiểu một sự thật. Vậy thì rõ ràng cuộc đời này, 48.000 pháp môn của Đức Phật để lại, tôi nhỏ bé nghĩ rằng đó chính là nghiệp. Tôi đến cuộc đời này bởi tại nghiệp. Vì bởi tại mình gieo duyên mộng với người, cho nên đây người chọn người khác, người không hề phản bội tôi. Mà bởi vì duyên người khác dày hơn tôi. Nếu, tại vì cái cuộc đời mình sẽ được hai từ chuyển nghiệp. Nếu chúng ta chấp nhận sự thật thì chúng ta sẽ đi từng bước chuyển nghiệp. Hôm nay là đại lễ rằm tháng 4, là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Với tấm lòng thật sự thương tưởng đến Đức Phật, ai đã từng tận tụy hy sinh cho một kiếp người mới thấy rằng cuộc đời của Đức Phật hy sinh muôn vạn kiếp đời mình để đi tìm chân lý đến chúng sanh. Quả là thế gian này có một Đức Phật quá vĩ đại, quá vĩ đại. Với tấm lòng xúc động thật sự, khi tôi bán ngoài chợ cũng vậy, khi tôi ngồi tôi nhớ Đức Phật tôi cũng khóc đó các bạn. Vì vậy xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chư thiên ngự 10 muôn triệu thế giới xa bà. Xin hồi phần phước này đến chư thiên ngụ cõi cung trời đạo lợi. Xin hồi phần phước này đến chư thiên ngụ cõi đầu đà đa xứ thiên. Xin hồi hướng phần phước này đến tất chư thiên sạp 24/26 tại chợ Bàn Cờ mà con vẫn thường cầu nguyện mỗi ngày. Xin hồi hướng phần phước này đến chư thiên căn nhà 193/109 đường Nguyễn Cái Chinh, phường Nguyễn Cái Chinh, quận Nhất mà con sinh sống. Xin tất cả chư thiên nhận phần phước này. Và xin rải điều đến tất cả chúng sanh, cầu mong chúng sanh được sự yên vui. Rải điều phần phước này đến con trai Ngô Kiến Lập, pháp danh Thiện Minh, cầu mong đứa con trai này sẽ thành công trong công việc của mình, chọn con đường đúng đắn trong sự nghiệp. Xin rải điều phần phước này đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại được an vui. Dạ, con xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chư tăng tại chùa Nam Tông, cầu mong chư tăng luôn luôn thành công, thịnh được, thịnh vượng, thịnh đạt trong giáo pháp từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Dạ, cô xin hồi hướng phần phước này cho thầy thượng tọa Thích Tiện Hành, cầu mong sẽ thầy thành công mãi mãi. Dạ xin rải điều phần phước này đến cha Trần Ngọc Dân, pháp danh Thiện Tấn, cầu mong cha sớm về cảnh yên vui. Dạ con xin hết. Dạ con xin hồi hướng phần phước này tất cả bạn đạo, cầu mong các bạn đạo đều thành công mỹ mãn. Dạ con xin hết. Dạ. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Đa Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Giá. Nam mô Sanh Khả Giá. Hôm nay là ngày Quế Sắc. Nhóm Asoka của tụi con xin nói về ý nghĩa và cũng như là những kỷ niệm về lễ rằm tháng tư hôm nay. Dạ. Rằm tháng tư hôm nay là một đêm mà chúng ta đầu đà và nhớ về ba sự kiện trọng đại. Thứ nhất là Bồ Tát đản sanh vào cõi này, năm miền Bộ Châu này. Và thứ hai là ngày thành đạo. Thứ ba là ngày nhập diệt vô dư niết bàn. Dạ. Sự kiện đầu tiên là khi mà ngài đản sanh, sau khi hoàn thành pháp ba la mật của ngài, trải qua rất là nhiều thời gian để tế độ cho chúng sanh,
từ cõi Tusita, ngài đã hạ sanh xuống trần và bạn nhàn sẽ giới thiệu cho quý vị về ba lý do mà ngài chọn cõi Nam Thiện Bồ Châu này để tái sanh. Dạ. Dạ con xin nói tóm tắt ba lý do mà Đức Phật chọn, ngài Bồ Tát chọn cõi Nam Thiện cõi này để mà đản sanh kiếp cuối cùng của ngài. Lý do ngài chọn Nam Thiện Bồ Châu thì chắc có lẽ mọi người cũng biết, đó là tại vì đây là châu duy nhất trong bốn châu mà có thể xảy ra được những sự kiện mà ba châu khác không xảy ra được. Nó là những sự kiện cực kỳ đặc biệt, giống như là những con người ở ba châu khác thì họ sẽ không thể làm được những việc quá ác, mà họ cũng không thể thành tựu được những việc mà đại thiện. Chỉ có Nam Thiện Bảo Châu mới có thể thành tựu được những việc này. Chỉ có con người ở Nam Thiện Bảo Châu mới có thể giết cha giết mẹ, phạm năm trọng tội, và cũng có thể đạt được đạo quả giải thoát niết bàn. Còn lý do mà ngài chọn Ấn Độ là nơi mà ngài sẽ tái sanh ở kiếp sống cuối cùng á, đó là vì Ấn Độ là trung tâm của châu Nam Thiện Bảo Châu, địa ngục nó cũng nằm ở phía dưới Ấn Độ, cho nên Đức Phật cũng đã từng nói là do khi mà ngài hạ xuống trần gian kiếp sống cuối cùng á, là có một cái lực nó rất là mạnh, nếu như giống như là một con người nhảy xuống một chiếc thuyền nằm ở trên mặt nước, nếu như mà người đó nhảy ở đầu thuyền hoặc là cuối thuyền thì chiếc thuyền nó sẽ bị lật, cho nên ngài phải hạ xuống ở chính giữa để cho con thuyền nó được cân bằng, cho nên ngài chọn Ấn Độ là nơi để mà ngài tái sanh. Còn lý do mà ngài chọn tái sanh là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya đó, mà hậu Maya họ là, mà không phải là một gia đình khác, một gia đình bần cùng hay là một gia đình tầm trung, mà ngài chọn cái này là tại vì cũng là vì suy xét cho chúng sanh ở những đời, ở đời này cũng là đời, ở đời của ngài cũng là những đời sau, tại vì nếu như mà ngài thọ sanh ở một gia đình bần cùng quá thì người ta sẽ nói là tại vì ngài bình cùng nên ngài mới đi tìm con đường giải thoát. Chờ mà nếu như ngài chọn ở một cái giai cấp nào đó khác nữa thì người ta sẽ có, người ta miệng lưỡi người đời, người ta sẽ coi cho những lý do khác nhau, người ta không tin tưởng được, người ta không tưởng đạo lý của ngài. Chỉ có tái sanh ở một cái gia tộc mà nó giàu có đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng ngài vẫn có thể từ bỏ tìm đến con đường xuất gia, đó mới là lý do, từ đó mới có thể tạo được niềm tin cho người khác, người ta mới đi theo giáo pháp của ngài. Sau lý do này chúng ta có thể thấy được là không phải Đức Phật muốn tái sanh là tái sanh, không phải là muốn tái sanh lúc nào cũng được, mà Đức Phật đã trải qua, mà ngài Bồ Tát đã trải qua suy xét rất là kỹ càng, suy xét cho chúng sanh, suy xét cho nhân loại, ngài mới chọn tái sanh như vậy. Và sau đây là phần của anh Long. Khi mà ngài tái sanh, ngài đã nói lên một câu Bali mà chúng ta nên đọc lại khi mà ở trong dịp lễ đặc biệt này, đó chính là câu Aggohamasmi lokasa cetohamasmi lokasa cetohamasmi lokasa ayamanti ma jati nati dani punapavoti. Ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời, đây là kiếp sống cuối cùng, không còn trở lui ở đời này nữa. Và xin bổ sung thêm là khi mà ngài tái sanh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu, vì người Nam Thiện Bộ Châu có đầy đủ sự dũng mãnh, có đầy đủ trí tuệ, và giữa hai giai cấp, tức là giai cấp Bà La Môn và giai cấp Khatiya Sát Đế Lị, là trong thời gian lúc bấy giờ thì giai cấp Khatiya có quyền lực hơn và được sự tín nhiệm của nhiều người hơn. Ngài đã chọn giai cấp đó là chính vì tránh sự dòm ngó của người đời, và trải qua bao năm tháng sống trong sự sung sướng cũng như là sự đồng bọc của vua cha, ngài đã vào năm 16 tuổi ngài đã kết hôn với công chúa Yasodhara, và mà ngài đã có hạ sanh một đứa bé, đó chính là Rahula. Dạ đúng rồi. Dạ. Vào năm 29 tuổi ngài sau khi đi ra ba cửa thành và thấy được bốn hiện tượng, đó chính là lão bệnh tử tăng, ngài đã thấu nhận được cõi đời này là sự khổ. Và đêm mà cháu lá sinh ra, ngài đã trốn khỏi hoàng cung để tìm con đường học đạo. Trải qua 6 năm trời đồng rã tìm thầy
và thực hành theo những điều mà thế gian cho là đó là sự giải thoát, ngài đã cực khổ. Đến cuối cùng ngài mới nhận ra rằng đó không phải là con đường đưa đến sự giải thoát. Ngài đã tự tìm ra con đường chân lý đó, và ngài đã tự tìm ra con đường chân lý đó, đó là con đường trung đạo, là giữa sự không quá lợi dưỡng cũng không quá khổ hạnh. Và trước đêm đó và trước ngày hành đạo đó, có ngài Suchata. Suchata đã cúng dường bữa cơm sữa đến ngài trước khi ngài thành đạo. Và quý vị biết đó, khi mà đêm hành đạo, khi ngài hành đạo đó, ngài đã trải qua biết bao nhiêu sự khó khăn, như là sự chướng ngại của Ma Vương, khi mà Ma Vương hiện ra và thử thách ngài bằng những dục vọng, bằng cách khởi lên cho ngài ở ngài sự hoảng sợ để khiến cho ngài mất đi cái thiền định mà ngài đã có. Nhưng mà bằng với pháp ba la mật của ngài, và đặc biệt là pháp bố thí mà ngài đã tạo khi trước, ngài đã chiến thắng Ma Vương. Mà trong khi đó, mà đó là một trong những bài kinh cầu an mà Chư Tăng thường đọc, đó chính là khẩu đầu của bài kinh Phật Lực. Dạ, con xin đọc cái khẩu đó là Ahum sa sa ma phi ni mi ta sa yu than tang yi ri me ka lang u ti ta kho ra sa se na ma rang da na di tham ma vi ti na ti ta wa mu ni do tan te cha sa pha qua tu te cha nha mang ga la ni. Đức Phật, ngài cao thượng hơn các bậc trí tuệ, ngài đã cảm thắng Ma Vương biến ngàn cánh tay, được cầm khí giới, cởi vô rí mê khá ráo đủ cả binh ma, tiếng thét la vang rền. Do nhờ phép thập độ, nhất là phép bố thí, mà ngài đã cảm thắng được Ma Vương ấy. Do nhờ phần lực này, xin cho sự phúc phát sanh những người. Và sau khi thắng Ma Vương, ngài đã hành đạo và đã nói lên hai câu kệ ngôn trong pháp cú, là ở phẩm già, đó chính là câu 153 và 154. Anh ca cha ti sang sa rang san tha vis sang ani pi sang ga ha ka rang ga ve san to dukha cha ti puna punang ga ha ka ra ka di tho si puna ge hang na ka ha si sapate vasuka phaka ga ha ku tang vis sang kha tang vis sang kha ra ka tang ti tang tang ha nang khaya pat cha ga. Đó chính là lời cảm thán của ngài sau khi tìm được hương vị của sự giải thoát. Và sau đây là phần tiếng Việt mà bạn Nhàn sẽ đọc lại cho quý vị. Dạ, phần tiếng Việt là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tha mái thảy tiêu vong. Dạ, tiếp. Và sau khi hành đạo rồi, ngài phải trải qua biết bao nhiêu sự khó khăn để truyền bá đạo, cái sự hiểu biết của mình đến cho mọi người. Đầu tiên là nói về tình bạn trong Phật giáo thì không có tình bạn nào đẹp như là đối với ngài, như là năm vị Kiều Trần Như. Mặc dù năm vị Kiều Như đã bỏ ngài lúc ngài không chấp nhận pháp của hạnh, nhưng mà không vì điều đó mà ngài đã không nghĩ đến họ. Ngài đã loại bộ cỡ 2 tháng, là đầm tháng 6, để chuyển pháp luân, thiết bài pháp đầu tiên đến năm vị Kiều Trần Như. Và chính nhờ bài pháp đó mà giúp cho năm vị đó chính đã được đạo quả, có thể thoát khỏi sự đau khổ. Và sự tầm đạo của ngài thì có dính rất là nhiều, ảnh hưởng đến rất là nhiều cái tôn giáo khác trong Ấn Độ lúc bấy giờ. Và cái tôn giáo khác luôn lúc nào cũng tìm những cái mà, những điều mà bị đặt, hay là những điều mà khuyết điểm để chỉ trích và bàn tán về ngài, về những người đệ tử của ngài. Nhưng mà không vì điều đó mà ngài cảm thấy hụt hẫng, bởi vì ngài lại là một bậc không còn phiền não. Và cho đến giây phút cuối cùng, sau khi mà 45 năm ngài hoằng duyên chấm pháp, để chấm pháp cho mọi người, ngài cũng đã lúc đến ngài đến lúc đến nơi mà ngài đã yên nghỉ. Và sau đây bạn Nhàn sẽ nói về điều này. Dạ, con xin nói về khoảng thời gian trước khi ngài dập diệt, là trước khi ngài dập diệt là ngài đã bị bệnh kiết lỵ. Và lý do dẫn đến bệnh này là do bữa cơm của chun đá. Và giờ khi mà biết được cái lý do mà ngài bị bệnh kiết lỵ là do bữa cơm của mình, thì ngài chun đá rất là đau khổ. Ngài đã đến sám hối với Đức Thế Tôn,
Nhưng mà ngài Đức Thế Tôn đã nói rằng có hai bữa cơm cao thượng nhất mà dân cúng đến Như Lai, đó là bữa cơm giúp ngài diệt tận phiền não, và một bữa cơm là diệt tận ngũ uẩn, và bữa cơm của ngài Chuyên Đá là diệt tận ngũ uẩn. Cho nên ngài không, cho nên Chuyên Đá không nên mà buồn phiền gì điều đó, mà nên cảm thấy hoan hỷ về phước báu của mình đã làm. Và giờ ngài đã đi đến là chọn Kushinara là nơi để mình nhập diệt. Và con xin trình bày ba lý do mà Đức Phật chọn Kushinara là nơi nhập diệt. Lý do thứ nhất là tại vì nơi Kushinara này là từng là một thành phố rất là phồn thịnh. Tại vì ngài Ananda đã từng hỏi là tại sao ngài Đức Phật lại chọn một cái nơi mà nghèo nàn mà không ai biết đến này để mà nhập diệt, mà không chọn một nơi xa hoa hơn như thành Gajagaha. Lúc đó là một cái thành rất là lớn. Và ngài Đức Phật đã nói là ngài Đức Phật đã trả lời là tại vì cái thành Kushinara này là trong tiền kiếp ngài đã từng là một vị chuyển luân thánh vương ở đây. Đây là một thành phố từng rất là phồn thịnh. Lý do thứ hai là tại vì ở nơi đây là có một vị bà la môn tên là Đôn Ná, và vị bà la môn này sẽ phụ trách phân chia xá lợi sau một ngày nhập diệt cho bảy vương quốc, nên sẽ không xảy ra tranh chấp ở nơi này. Dạ, lý do thứ ba là Đức Phật tới nơi đây là để tiếp độ cho vị đệ tử cuối cùng của mình là ngài Xuất Phát Đa. Dạ, sau ba lý do này chúng ta thấy được là ngài Đức Phật rất là từ bi khi mà mình bị kiết lỵ rất là đau, rất là khổ, mà rất là bệnh trạng nó hành hạ thân thể, mà ngài vẫn một lòng từ bi để đi tiếp độ cho vị đệ tử cuối cùng của mình. Và không hề có sự mệt mỏi khi mà truyền bá giáo pháp đến cho chúng sanh, giúp chúng sanh, tạo chúng sanh con đường giải thoát. Và sau đây là câu kệ ngôn mà Đức Phật đã khuyên các vị tỳ kheo khi mà ngài sắp nhập diệt. Hanadani bhikkhave amantayami vo vayathamma sankara apamadena samadithati. Này các tỳ kheo, nay ta khuyên các ông hãy tinh tấn cho phóng dật, các pháp hữu vi là vô thường. Và trước khi ngài viên tịch, điều mà ngài mong muốn ở các vị tỳ kheo đó chính là ngài đã dạy rằng cách cúng dường ngài một cách cao thượng nhất trong bài kinh Niết Bàn là bằng cách thực hành theo giáo pháp của ngài. Cho đến khúc cuối cùng ngài cũng không nghĩ về mình, mà ngài nghĩ về lợi ích của những người ở lại, của những người sẽ phải đi tiếp con đường mà mình phải đi. Đối với hôm nay là một ngày kỷ niệm mà có một ba sự kiện trong lại rất là quan trọng trong cuộc đời của ngài, mà người Phật tử chúng con cũng như là quý vị chúng ta phải luôn nhớ đến sự kiện này, và để chúng ta củng cố niềm tin ở nơi mình. Từ niềm tin đó chúng ta ngưỡng mộ ngài, chúng ta quyết định hành theo những gì mà ngài đã dạy, vì đó chính là cách mà chúng ta cúng dường đến ngài một cách cao thượng nhất. Và ngài thành đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác không phải là vì lợi ích, vì những lợi lộc, mà ngài thành đạt đạo quả vị này là vì mong muốn cho mọi người được hưởng sự giải thoát, được hưởng một niềm vui bất tịnh, tức là niết bàn. Và thực hành những giáo pháp của ngài, chúng ta sẽ có được rất là nhiều niềm vui cũng như là sự tiến hóa trong cuộc sống của chúng ta. Và trong cái ngày này, khi mà ôm lại lịch sử như thế thì con lại thấy được rằng ngài là một người đầy từ bi và đầy sự cao thượng mà không có một vị nào có thể có được. Dạ. Nhớ mà số cáo của con xin trình bày đến hết. Mong phần phước này đến, con xin chia phần phước này bằng cách đọc lại các kệ ngôn mà ngài trong kinh đến chư đại đức tăng cũng như là sư Tuệ Dũng. Mong cho quý vị luôn mãi là bóng mát của chúng con, và xin chia phần phước này đến tất cả quý vị đang ngồi hiện diện ở đây. Mong cho quý vị có một buổi tối thật tốt.
và có một thân tâm thường an lạc và thành tựu được những điều mà mình mong muốn. Sao thú? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa, trước khi trình pháp, con xin làm lễ tán thán ân đức oai lực của Đức Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đại hùng đại lực, đấng thập lực, đấng cha lành của chư thiên và nhân loại. Con xin thành kính đảnh lễ ba ân đức của Ngài, bi đức, chí đức và tình đức. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức tối thượng của Ngài. Và con xin thành kính đảnh lễ giáo pháp được Đức Thế Tôn làm thầy. Con xin thành kính đảnh lễ tăng chúng là phước điền của chư thiên và nhân loại. Kính thưa, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị. Trong bộ pháp bảo Ngài trưởng lão Bửu Chơn, Ngài có phiên dịch những lời Đức Phật dạy về pháp bảy chi. Trong kinh Đức Phật Ngài có tuyên bố bảy điều khuyết điểm của người tại gia cư sĩ, hay còn gọi là bảy điều bất hạnh của hàng tại gia cư sĩ. Xin các vị hãy nhận biết hai chữ bất hạnh. Bất hạnh ở đây là sự khổ đau. Kính thưa các vị, cái điều chi phần thứ nhất mà Đức Phật Ngài đề cập đó là bỏ, không muốn gặp tăng chúng. Đức Phật Ngài nói rằng trong thời kỳ trong giáo pháp của Như Lai, có những người cận sự nam đi vào giáo pháp của Như Lai, trên bước đường tu tập họ không có sự tinh tấn, họ có sự khuyết điểm. Chính vì chỗ đó làm cho những người tại gia cư sĩ bất mãn, không hài lòng, không thỏa ý. Và người tại gia cư sĩ đó không sống không có trí tuệ, không tác ý khủng khéo, họ tránh mặt, không muốn gặp chư tăng. Này các hàng tỳ kheo, chư tăng là một trong ba bậc đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi hãy nhớ kỹ, sau khi Như Lai chết, Như Lai để lại một cái sự gọi là tối, là cái sự di chúc để sau này có một vị trưởng lão thánh A-la-hán. Và vị trưởng lão đó sẽ đem về, sẽ đi xuống Long Cung lấy lợi phần xá lợi, không cho thờ dưới Long Cung, chỉ thờ trên thế gian này. Lý do tại sao Đức Phật nói rằng bởi thế gian này có được hình bóng của tăng chúng. Đức Thế Tôn Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài được mệnh danh là Như Lai, đến như thế nào đi như thế ấy, Ngài nói như thế nào Ngài thực hành như ấy. Xin thưa các vị còn nhớ bà hoàng hậu Gotami là tạm gọi là vú nuôi hay là mẹ kế, mẹ thừa kế của Đức Phật. Bà đã từng nuôi dưỡng Đức Phật bằng sữa của chính mình, và bà đã bỏ ngày đêm để dệt ra một bộ y để cúng dường Đức Phật. Nhưng tại sao Đức Phật Ngài không nhận? Vì Đức Phật Ngài muốn cho bà có một phước báo cao thượng. Cuối cùng bà dạy Đức Phật hãy đem bộ y đến cúng dường cho tăng chúng. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài nói cái sự bất hạnh của người tại gia cư sĩ là từ bỏ tăng chúng, sẽ không có gặp được sự lợi ích, sự nương nhờ, sẽ không có được thắng chí để đi đến trên con đường giác ngộ. Xin thưa các vị, con xin nói về chi phần thứ hai, đó là sự bất hạnh của người tại gia cư sĩ. Đức Phật Ngài nói rằng, này các thầy tỳ khưu, có những người cận sự nam, cận sự nữ, họ rơi vào sự bất hạnh
đưa đến khổ, sự khổ đau. Và họ không biết rằng họ đi vào, họ dễ dàng đi vào bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh, Atula. Họ dám từ bỏ pháp bảo của Như Lai, tức là họ có cái sự dễ vui trong lúc nghe pháp. Này chúng tỳ khưu, trong đời quá khứ có lần Như Lai là một con chó giả can. Như Lai sơ ý lại rớt xuống bờ vực thẳm mà không thể leo lên được. Có một vị chư thiên vào tối chí, vào thắng chí, vị chư thiên này nhìn thấy rõ và biết đây là vị Bồ Tát. Vị chư thiên này đã dùng thần thông cứu con giả can đó lên, đó là tiền thân Bồ Tát của Như Lai. Và vị chư thiên này đã năn nỉ gian sinh Như Lai bố thí pháp cho vị chư thiên này nghe. Và chư thiên này, và trong lúc đó Như Lai là con giả can, Như Lai hỏi: này thiên tử kia, ngươi có tâm cung kính nơi pháp bảo không? Vị chư thiên này nói: dạ bạch ngài, có. Thì sau khi nghe vị chư thiên nói như vậy thì con giả can chó rừng mới nói rằng: này thiên tử, ngươi hãy đem ta bay lên ngọn cây trên cao, đặt ta lên trên đó, và ngươi hãy ngồi sát mặt đất, quỳ lại cung kính, cung thỉnh, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi nghe. Vị chư thiên này, này chúng tỳ kheo, vị chư thiên này là người tu khéo trí tuệ, cầu pháp vì sự khổ ở thế gian, nên đã quỳ sát đất. Sau khi đặt ta trên ngọn cây, quỳ sát đất năn nỉ cho ta bố thí pháp. Này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai đắc quả Phật chánh đẳng chánh giác, Như Lai quán xét trong thế gian này để coi người nào có thể tìm, để coi có người nào có thể làm để Như Lai nương tựa nơi người đó. Nhưng này các thầy tỳ kheo, Như Lai quán sát trong tam giới này không có một chúng sanh nào, chư thiên phạm thiên, có thể làm thầy Như Lai. Và cuối cùng Như Lai đã chọn pháp bảo làm thầy. Các ngươi hãy nhớ điều đó. Và điều này là điều bất hạnh của người tại gia cư sĩ. Khi họ nghe pháp, họ không có cái sự cung kính, họ nghe pháp trong cái sự trí tuệ bấp vế, tức là một cái vật để trên cái bấp vế lúc lắc, không được trụ lâu. Tức là họ vào nghe pháp khi họ thích họ nghe, khi họ không thích họ không nghe. Khi họ ra về, thế là họ ra về, có cái họ nhớ, có cái họ không nhớ. Họ vô nghe pháp trong giáo pháp của Như Lai, họ có trí tuệ lật ngửa, tức là những chúng sanh, những cận sự nam, cận sự nữ ấy có tác ý khôn khéo tu tập. Họ chú tâm trên pháp, họ nghe được những chân lý cao thượng của Như Lai, họ thực hành, họ đưa đến diệt tận khổ đau. Có những chúng sanh với trí tuệ như một cái vật lật úp, này các thầy tỳ khưu, giống như một cái lu lật úp xuống đất, dù các ngươi có đổ nước cỡ nào đi nữa thì cái lu đó chẳng khó được giọt nào. Tức là họ, những người cận sự nam, cận sự nãy, vô nghe pháp không có tâm tôn trọng pháp bảo, không hướng tâm trên pháp bảo, họ mãi nói chuyện, họ mãi khiều dưới đất, họ chỉ trên trời, họ suy nghĩ những chuyện này, những chuyện kia. Khi họ ra về, họ không nhớ lời dạy của Như Lai gì cả. Chính vì chỗ đó, Đức Phật Ngài nói rằng, người cận sự nam, cận sự nữ ấy sẽ rơi vào điều bất hạnh, không đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Và trong câu kệ, Đức Phật Ngài cũng có dạy: thí pháp cao siêu, thí pháp thường, vị ngon của pháp vị nào đương, vui đâu so sánh bằng vui pháp, ái tận khổ tiêu chân lạc thường.
Ở một giai đoạn kinh khác, Đức Phật Ngài nói rằng giáo pháp Như Lai không phải thành lập ra để cho người cận sự nam, cận sự nữ đem tài sản đến dân cúng. Giáo pháp Như Lai không phải để cho người ta đến nghe, mà giáo pháp Như Lai để cho người ta đến để thấy, để nếm được cái hương vị. Đó là sự cung kính pháp và sự cung kính Như Lai. Kính thưa các vị, con sẽ xin trình bày chi pháp thứ ba. Cái điều bất hạnh thứ ba mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng rằng những người cận sự nam, những người cận sự nữ sẽ rơi vào trường hợp bất hạnh đưa đến khổ đau, tức là họ không có phẩm hạnh giới đức. Quả thật vậy, này các thầy tỳ kheo, để các vị thánh đệ tử của Như Lai, các ngươi hãy lắng nghe và hãy đặt tâm hướng nghe Như Lai dạy bảo. Này các thầy tỳ kheo, bậc thánh, các vị đệ tử thánh nhân con của Như Lai chọn đời gìn giữ trong sạch, không dơ bẩn giới sắc sanh. Này các thầy tỳ kheo, đệ tử con của Như Lai, bậc thánh chọn đời trong sạch gìn giữ, không dơ bẩn giới trộm cắp, cho tới giới tà dâm, cho tới giới nói dối và cho tới giới chất sai. Đức Phật Ngài tán thán năm giới tốt đẹp để mà cho hàng tại gia cư sĩ gìn giữ, đưa đến sự tốt đẹp. Và chúng ta đã từng nghe chư tăng tụng rằng tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang đầy đủ của tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài đề cập rằng người có giới hạnh là người đó trở thành thật sự là con người. Người mà thật sự là người, nghĩa là người có nhân cách của một con người nhờ do giới hạnh. Người đó có giới hạnh, người đó sẽ đi đến cõi người, cõi trời và tránh bốn đường sa đọa ác đạo. Con xin chia sẻ chi phần thứ tư, tức là Đức Phật Ngài dạy rằng sự bất hạnh của người tại gia cư sĩ là điều không có tâm trong sạch nơi tam bảo. Người tại gia cư sĩ đó vẫn còn hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về chư tăng. Họ không có tâm cung kính nơi tam bảo, không có đức tin trong sạch nơi tam bảo, vẫn còn hoài nghi về giáo pháp, về Đức Phật, về chư tăng. Và trong Tạng Diệu Pháp, Đức Phật Ngài đã từng tuyên bố, người nào vẫn còn hoài nghi về Đức Phật, vẫn còn hoài nghi về giáo pháp, người nào vẫn còn hoài nghi về tăng chúng đệ tử của Như Lai, người đó không đi đến sơ đạo, sư quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tức tam quả và tứ đạo, tứ quả. Kính thưa quý vị, con xin nói về chi phần thứ năm. Đức Phật Ngài dạy người tại gia cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ, rơi vào khuyết điểm, rơi vào sự bất hạnh đưa đến với họ. Đó là họ giàu, họ nghe pháp, nhưng mà họ cố tìm cái lỗi của vị pháp sư, và họ trong lúc đó họ có tâm sân hận khởi lên. Đây là điều bất hạnh thứ năm mà Đức Phật Ngài đã dạy. Vì bản chất chúng sanh là có cái sự ngã mạn. Vị này pháp sắc, vị này thuyết pháp không bằng ta, ta giảng giải, ta trình, ta luận cứ sẽ hay hơn vị pháp sư này. Và để rồi người đó xúc phạm tới giáo pháp, người đó không có được ánh sáng, không thấy được chân lý, người đó không thể nào diệt tận khổ đau. Con xin nói về chi phần thứ sáu. Điều bất hạnh thứ sáu mà Đức Phật Ngài đề cập người tại gia cư sĩ
cận sự nam, cận sự nữ rơi vào cái sự bất hạnh thứ sáu, tức là những người tại gia cư sĩ đi tìm kiếm kẻ ngoại đạo để cúng dường, nghĩa là không có đức tin nơi Tam Bảo, họ vẫn còn hướng ngoại, họ đi tìm những người ngoại đạo để nương nhờ tu tập. Và có một lần Đức Phật Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, có một con chó nó thờ hai chủ. Tới khi giờ cơm, chủ bên kia gọi, nó bơi qua chủ bên kia. Nó bơi gần tới rồi, nhưng nó không chịu bơi tiếp. Nó nghe chủ bên đây kêu nó quay lại. Và nó quay lại cũng gần tới bờ rồi mà nó cũng không chịu bơi tiếp. Chủ bên kia kêu nó quay lại bơi qua chủ bên kia. Thế là nó bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại. Thế là con chó nó chết giữa dòng sông. Đức Phật Ngài nói rằng, này chúng tỳ kheo, hàng đại gia cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ của trong giáo pháp của Như Lai, nếu như không có niềm tin tôn kính, đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, lại đi tìm kiếm những cái gì bên ngoại giáo, và điều thứ bảy, Đức Phật Ngài nói rằng những người tại gia cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ được coi là trong giáo pháp của Như Lai mà họ bị khuyết điểm, rơi vào sự bất hạnh, đó là họ đi cúng dường đến kẻ ngoại đạo mà họ vẫn còn cho đó là pháp cao thượng. Một điều bất hạnh thay là họ rơi vào tà kiến. Này chúng tỳ kheo, những người ngoại đạo, Đức Phật Ngài có tuyên bố rằng, này chúng tỳ kheo, những người ngoại đạo dù có gì, những đệ tử Như Lai dầu có dễ vui vẫn hơn kẻ ngoại đạo tinh tấn. Vì sao? Ở đây Đức Phật Ngài ám chỉ đệ tử của Ngài từ thánh tu đầu quần trở lên. Và Đức Phật Ngài đã tuyên bố những người ngoại đạo không có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Họ không có bát chánh đạo. Và họ cũng không có sa môn sơ quả, sa môn nhị quả, sa môn tâm quả, sa môn tứ quả. Này chứ, này chúng tỳ kheo, người cận sự nam, cận sự nữ ấy, họ là kẻ ngu si, họ không thấy được con đường chân lý cao thượng của Như Lai. Họ đi nương nhờ những ngoại giáo mà họ cho rằng, và họ cúng dường mà họ cho rằng đó là pháp cao thượng. Trong thời Đức Phật, có 30 vị hoàng tử đã thọ tam quy và ngũ giới nơi Đức Phật. Sau khi được Đức Phật cho phép thọ trì tam quy và ngũ giới, nhưng cuộc đời của vị chánh đẳng chánh giác không thể nào tế độ một chỗ, tâm Ngài là vô bờ bến, Ngài phải đi nơi khác để tế độ. Trong thời gian Ngài đi nơi khác, Ngài tế độ, thì 30 vị công tử này cảm thấy vắng Đức Phật, và họ lại quay về đạo giáo cũ để nương nhờ. Sau khi Đức Phật Ngài đi tế độ và Ngài quay về chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, 30 vị công tử này cảm thấy hổ thẹn và đến sám hối Đức Phật. Và chính Đức Phật Ngài tuyên bố đây là hành động ngu si mà các ngươi đã làm. Các ngươi đã
không tôn kính Như Lai. Và các ngươi lại đi tôn thờ những điều không đưa đến tốt đẹp. Cho nên có nhiều khi cái người tại gia cư sĩ của chúng ta thiếu cái gì? Tiền không thiếu, vàng không thiếu, vật chất không thiếu, nhưng mà thiếu cái niềm tin nơi Đức Phật. Sáng thì đi chùa Năm Tông, chiều thì đi tịnh xá để đảnh lễ Bà Quan Âm. Tại sao? Sợ. Sợ các vị thần linh quở trách. Chúng ta không dám từ bỏ, không dám từ bỏ một cái chén cũ để mà nhận cái con đường cao thượng mà Đức Phật Ngài đã dạy. Và thời gian có hạn, tới đây con xin dừng phép. Và cũng gửi 7 pháp bất hạnh đến tất cả những người tại gia cư sĩ được gọi là cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo, để chúng hàng Phật tử chúng ta khéo thọ trì, khéo thực hành, để đưa đến sự an vui, hạnh phúc. Do phước báo mà con trình pháp, có được chút phước báo nào con xin hồi hướng đến các ngài chư thiên hộ pháp, các ngài chư thiên ngự xung quanh chùa Năm Tông, cầu xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn 5.000 năm cẳng. Và con cũng xin, có chút phước nào con cũng xin chia phước đến hàng tại gia cận sự nam, cận sự nữ, và cầu chúc cho các vị thân tâm được an vui nhờ các vị khéo hành pháp, chứ không phải nhờ cái sự phúc chúc của con. Đây là sự nối xã giao cho nó vui vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy đó thì với Phật tử chúng ta tham gia và tiết mục này có tổng cộng là 6 người. Bây giờ chúng ta tuyên bố là lãnh thưởng luôn ha. Đâu quý vị đón coi các bạn của mình ở đây không phải hơn thua, nhưng mà cũng phải có một chút máu ha. Thì nó mới vui, phải không? Quýnh bài quýnh không nó không có vui. Có một cắt một đồng gì đó để nó có một tí máu. Thôi thì mình cũng tu thấp thấp một tí đi, cho máu nó nóng lên một tí đi. Theo các vị, giờ ai hạng nhất, ai trả lời trúng có thưởng. Rồi, các vị mình nhận xét coi. Ai? Rồi, cô Phượng. Tôi có kết quả đây rồi, các vị cứ nói thoải mái đi. Rồi, cô Phượng. Rồi, ai nữa? Đức thấy nó tuột là phải rồi. Người ta cho 10 phút nó bước 20. Cái này sang mất trời luôn. Rồi, ai nữa? Không có, tôi tuyên bố Cô Nhi hả? Rồi, thì cứ nói đi. Bây giờ tôi xin thay mặt cho cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên của tôi, xin trân trọng thông báo điểm gồm có sau đây. 1. Một là nhất là 32-32. Nhất như vậy kỳ này là hai người nhất, điểm là 32-32. Tên gồm có là Kim Phượng hồi hộp rồi. Khoan, tôi nói Kim Phượng hồi hộp. Kim Phượng hồi hộp chứ không phải Kim Phượng hạng nhất đâu nha. Nghe kỹ nè. Một là tôi phải làm giống như là mấy người dẫn trên đài truyền hình vậy đó, nó cũng làm cho người ta muốn rớt tim ra. Rồi, một là chú Đức. Tôi cũng công nhận là chú Đức hay á, nhưng mà lố quá. Gọi là quá lố. Hình như là trên 10 phút. Rồi, người thứ hai, chữ đầu tiên là Diệu. Yeah.
Người thứ hai, tên đầu tiên là Diệu. Vui, Diệu vui. Diệu vui á là Diệu gì? Diệu hỷ. Hạng thứ ba là, tức là hạng hai á, hạng ba tức là hạng số hai là 31 điểm. Tựa đề là Thiện Sanh cái gì nè, Tham Mika gì nè, phải không? Pháp danh là Minh Mẫn. Vị trí thứ ba là nhóm Soka. Nên đó là chúng ta thấy như vậy đó, kỳ này có hai hạng, có hai hạng nhất, phải không? Nhì hạng ba. Để cho chàng pháo tay. Xin ghi nhận cái sự tiến bộ của các vị. Đặc biệt là Kim Phượng ha, bóp cò một cái ra nguyên một bài. Kim Phượng học thuộc lòng rất là giỏi. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao.